Chào các bạn đến với kênh Tony TV. Chào bạn. Hôm nay quay clip gì vậy anh? Bữa nay là ngày 25 tay rồi đó anh Vinh. 25 tay. Bạn của anh làm clip 24 giờ trong nhà kia không kìa. Đúng rồi, làm clip 24 giờ đi anh. Hai vị huynh đệ này nhà ở đâu mà tới đây vậy hả? Mình là Tiêu Bảo nè các bạn. Hồi đó mình có quay phim cho anh Vinh á. Các bạn còn nhớ mình không? Còn em này tên gì? A cò. A cò các bạn ơi. Hả? A cò. Hay là A chó? A cò vô đang bị bế tiếng nó chịu không nổi. A cò đang bị bế tiếng, mong các bạn thông cảm. Hả? A cò đồng lỗi của mình các bạn ơi. Mình có cái mục rồi, nó cũng có cái mục rồi. Từ nay mình không có buồn nữa các bạn ơi, có đồng lỗi chơi chung rồi. Mình nghe nói ai có mục rồi ngay đây sẽ bị vô duyên mà còn hay đi ăn trực nữa chứ. A Ngọc nói đúng đó các bạn, giống như mình đâu có cái mục rồi vô duyên trên mặt đâu. Đẹp trai ghê chưa. Đúng rồi, mày đâu có cái mục rồi vô duyên đâu. Nhưng mà giữa cái sống mũi mày nè, có cái mục rồi nó xấu hậm tệ luôn. Ừ ha, không biết cái ý nghĩa của cái mục rồi này là cái gì nữa. Có khi nào sau này tao làm tướng không ta? Hay là làm vua luôn cũng được. Không biết ý nghĩa cái mục rùa nè thì lên Google hỏi. Ý nghĩa của cái mục rùa trên sống mũi. Ý nghĩa nốt ruồi mọc ở trên sống mũi là gì? Theo nhân tướng học, những người sở hữu nốt ruồi ở giữa sống mũi thường rất dễ ốm vặt, sức đề kháng khá kém. Chết mày rồi Quang ơi, mày mập mà sức đề kháng mày yếu, mày làm việc thường hay bị người khác chèn ép nữa. Tức thiệt, chắc nữa mình phải đi xóa cái mục rùa này thôi các bạn ơi. Thì mình đọc comment thấy có rất là nhiều bạn luôn vô yêu cầu là anh Tony và team hãy làm clip 24 giờ trong nhà cây thông đi. 10 comment là hết 8 cái comment là các bạn yêu cầu như vậy rồi. Vì vậy, ngày 25 tây này, cả team mình sẽ ở đây để thực hiện cái thử thách này. Còn bây giờ đi ra đây phát nón cho mấy em nè. Yeah. Noel mà, phải có nón ông già Noel thì nó mới đẹp đúng không? Dạ. Mới có không khí lên chứ. Nè chị Thảo, dạ, đổi đây. Danh. Phát ra. Đi đi lấy đi. Đổi đây, đổi thử ai Ngọc. Có không khí Noel chưa? Có. Clip 24 giờ này hả? Đã lắm mà nghe. Thường thì để thực hiện một cái video 24 giờ thì chúng ta cần phải chuẩn bị cái gì? Đồ ăn. Nước uống. Trái cây. Ừ. Nước uống thì dễ rồi. Còn đồ ăn mấy đứa muốn ăn cái gì? Mực đi anh Vinh ơi, ăn cua biển đi. Anh mua càng thôi, càng nó mới ngon. Càng cua với mực đúng không? One hour later. Tới mình đã mua đồ ăn về rồi đây. Mình mua một chiếc càng cua luôn rồi nè. Nước thì bọn mình không muốn uống sữa cun. Bọn mình lấy cháo yên việc để ăn chưa? Anh Vinh ơi, anh mua bánh nhiều dữ vậy? Nè, mua bánh nhiều. Để mà một chút xíu nữa tan trường thì mình sẽ cử ra một bạn làm ông già Noel xuống dưới phát quà cho mấy học sinh tiểu học đó. Ai làm ông già Noel đâu? Để em làm cho. Hồi đó tới giờ các bạn coi phim truyền hình có bao giờ thấy ông già Noel nằm ốm nhách như con nhái chưa hả? Ngoài mình làm ông già Noel ra còn ai hợp hơn nữa hả các bạn? Wow. Wow. Ông già Noel này đi học tiểu học hay gì hả đại ca? Cần gì phải bỏ áo trong quần? Mở ra đây. Ừ. Anh Vinh ơi, hay giờ anh vẽ gâu cho em luôn đi. Nhớ vẽ một người luôn nha, nhìn nó quái độ lắm. Ok, để anh vẽ gâu cho nè. Nhìn vẽ đẹp đẹp nha anh Vinh. Ok, ok, nhắm mắt lại đi. Cái bút không có màu đen nữa bạn thông cảm nha, có màu xanh không à. Tô hoài mà đè lên không nổi cho một người cũng cưng luôn á. Các bạn hãy đăng ký kênh cho một like để ủng hộ ông già Noel nha. Sửa không như đẹp cái. Rồi đó. Còn đây là túi quà của ông già Noel năm nay nha. Hãy đi tặng cho những bạn học sinh trường tiểu học tan trường. Đó, đi lẹ đi, bây giờ trưởng chứ nó tan rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi phát quà nha các bạn. Đây. Rồi, để lên. Ở dưới mà ra về hết. Nè. Ơi, sao mới đi phát quà giờ về gọi lẹ vậy? Cái túi có chút xíu à, quay vậy đựng đồ hết chứ đâu có đựng đồ nhiều được đâu. Thằng A cò nè anh Vinh, nó mới vô tim à, nó y gan nhà vật chính vậy đó, gặp ai nó cũng phát quà hơn ông già Noel nữa. Mình là ông già Noel nè, giống như là đệ tử đi xách quà cho A cò vậy đó. Tại mình thấy mấy đứa học sinh dễ thương quá. Tới chưa, cả team mình đói hết rồi, giờ vô đây ăn cháo yến với lại ăn càng cua nha. Cua ra đi cơ. Cháu Yến nha con. Vừa đó bụng lắm rồi. Bụng quá trời rồi. Mình và Tiểu Cường sẽ đi nấu cháu Yến. Còn bọn con gái thì luộc càng cua. Wow, có bao lì xì luôn nè. À, cháu Yến Việt đã có chương trình lọc từ thiên nhiên, lọc từ Yến Việt. Yến Việt thật, tặng tiền thật. Chương trình diễn ra từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021. Trong mỗi thùng cháu Yến như vậy sẽ có một cái bao lì xì. Mà trong bao lì xì chắc chắn sẽ có tiền. Còn hai chị em mình sẽ đi luộc càng cua nha. Còn mình thì sẽ lấy mấy cái tô để đổ cháo yến ăn nha. Các bạn muốn nướng mà
mực á thì đầu tiên các bạn sẽ làm sạch mực trước. Mình đang lấy mấy cái túi mực ra nè, nó dơ dữ lắm. Ủa Phương, càng gẹ này luộc hay là nước? Mấy cái càng gẹ này hả, luộc đi ăn cho nó ngon chứ nướng khô gan thịt nè, ăn nó không có ngon. Ừ, để anh luộc cho. Càng gẹ hay luộc, còn mực hay nướng nha. Để càng gẹ luôn nha mọi người. Để nhiều nhiều đi, tim mình ăn dữ lắm. Rồi, gấp mực qua nướng, chừng nào mực chín là ăn chung với cháo yến việt nha. Nhìn thấy thèm ghê luôn á. Cháo thì đổ ra từ hồi sớm giờ rồi, giờ đợi càng cua với mực chín nữa là ăn. Đâu ra coi thử ơi, con mực nướng chín chưa? Ôi thơm dữ vậy. Mấy cái con mực này nè, nhìn vậy đó, chứ nó lâu chín dữ lắm. Mới có chín hai ba con à. Tao thấy cái nồi càng cua nãy giờ sôi đó đại ơi. Mới để tao mở ra thử nha. Ừ. Đó, nó đổ chặt hết nè, chảo đi mượn cái gấp ơi. Rồi đại. Gấp ra đi đại. Gấp ra đi. Ủa thơm. Đã kìa. Gấp lẹ đại ơi. Đổ càng nhẹ đi Quang. Ừ. Mấy đứa coi đổ nước sôi vô cá ăn chung với càng cua trước đi. Rồi mực chín cái chừng nào. Rồi đi vô chổng ăn trước nè. Đồ chế nước sôi ăn cháo. Chế nước sôi đi con. Ờ để chế cho. Chế cho tao nè. Chế tao nè. Chế đi cưng ơi. Nè. Cô tao nè. Chế vô. Bát bún nè, mỗi người cái. Đây. Mực tới rồi đây. Quá vừa kịp lúc luôn. Nè muỗng nè Phương. Đây cho cái thôi. Đây nè. Rồi. Cháo yến việt ngon quá. Cháo yến việt dinh dưỡng từ tổ yến, hạt thịt bằm, protein từ bột thịt, chất xúc nấm men tự nhiên. Với lại có chất xơ, vitamin B1, B2, B6. Tổ yến, thịt, hoa củ quả tươi được sấy thăng hoa theo công nghệ Nhật Bản. Không sử dụng một ngọt chất bảo quản, an toàn cho người sử dụng nha các bạn. Ăn xong bọn mình sẽ là ông già Noel phát quà tiếp nha các bạn. Nhưng mà lần này bọn mình sẽ phát quà cho người nghèo. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn vào đăng ký, nhấn vào like, nhấn vào chuông luôn nha. Cảm ơn các bạn đã yêu cầu anh Vinh làm bếp 24 giờ trong ngày cây thông nha. Nhờ các bạn mà mình được ăn ngon đó. 20 minutes later. Ăn chưa xong rồi có sức khỏe rồi đó. Bây giờ bọn mình sẽ đi phát quà cho người nghèo nha. Khoan đại. Mày là ông già Noel rồi. Để tao làm đi chứ. Đưa đồ đây mày. Để tao bạn. Đi mình sẽ là ông già Noel nha các bạn. Đi phát quà cho người nghèo. Mà trong cái xóm này biết người nghèo đâu mà tặng. Bên nhà tao có ông Long nghèo cũng chết đi nè. Mà cưng biết ông nghèo hiện hay nghèo giả mà tặng. Ông sát bên nhà em. Sáng ông đói bụng ông không có tiền mua gói xôi ăn luôn á. Xong rồi đó, em lại đưa cho ông già Noel đi. Đúng rồi. Rồi, vậy đẹp rồi nè. Ông già Noel sao không gài nút áo nữa đi. Mấy cái thằng ốm như mày á, gài nút là phải rồi. Còn như mình nè các bạn, eo thon, ngực nở, mặc đồ như vậy nó mới đẹp. Tóm lại mày có gài nút áo không? Không gài thì đưa bộ đồ đây, tao đi mặc rồi xong tao phát cho người ta. Thôi thôi, để tao gài nút áo lại. Làm gì căng dữ hả? Nhìn đi. Vậy thôi, công nhận hai con đường lọc này mạnh thiệt á. Không ngủ tao đâu nuôi. Ê, 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 ông già Noel gớt dép rồi nè. Gớt dép rồi. Nè. Rồi. Đi bánh xe. Ông già Noel thì đi phát quà, còn ông mình thì sinh hoạt trong ngôi nhà cái hông nha. Đây. Vợ mình gọt xoài để ông già Noel về ăn nha các bạn. Trời ơi, có xoài nè, mặn tóc quá trời trái cây luôn. Ủa, mấy trái xoài này ở đâu ra vậy? Hồi nãy mình thấy mấy trái xoài nè, mình té mất tiêu dép luôn. Tới nơi rồi, đây sẽ là đối tượng đầu tiên mà mình tặng quà nha. Thả tao xuống. Nhìn thôi cũng thấy khổ rồi. Cái ông cậu rồi nè các bạn, đi làm mướn mà còn phải nuôi một cậu em trai đi tâm thần nữa chứ. Chú Lâm ơi, chú Lâm. Dạ, Noel, bọn con có quà tặng cho chú nè. Đây, đây là cháo yến việt nha chú Lâm. Rất là ngon luôn. Dạ. Mùi thùng như chú Lâm. Cháo yến việt này nấu lên ngon lắm luôn nha chú Lâm. Sắp tới rồi, hai con đường lộc của ta. Tới nơi nè Quang ơi. Rồi, đây là nhà của bà Sáu nha các bạn. Bà Sáu ơi, Noel năm nay con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Ừ, cảm ơn. Chị Thảo cho em miếng luôn. Từ từ. Ăn miếng xài coi, chấm vô.
coi nó chua không nha. Ngon bà. Chua. Ngon. Có lạ không? Chua quá. Chua ngọt ngọt. Xoài đây xoài gì mà nó chua dữ vậy trời. Ai mượn xoài đâu mà than chua, ăn cốc đi cho ngọt. Thử coi. Mận này là mận gì mà đặc ruột luôn nè. Ăn cốc xong rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đèn để trang trí ngôi nhà cái không. Tối nay bật lên cho đẹp. Lấy đèn để trang trí. Đèn tới nè anh em ơi. Đâu? Cái sợi dây đèn này thì mình sẽ quấn cổng nha. Còn sợi dây trắng này mình sẽ quấn lên cây tuyết nha. Rồi còn sợi dây đèn này mình sẽ quấn lên cây cột nhà. Thôi vô đi. Còn bọn mình thì dọn dẹp. Bọn mình cuốn cái đèn hay cái viền của tấm thảm để tối bật đèn cho đẹp. Máng cái đèn lên. Dạ. Máng sao cho đẹp đi nha. Em biết rồi. Ủa mấy em clip gì vậy? Anh đi học thì trễ quá à. Bữa nay làm clip sinh hoạt 24 giờ trong ngôi nhà cây thông nè. Anh muốn tham gia phải đợi cái nón này lên. Ok, cảm ơn em nha. Dạ. Để anh tiếp em ha. Mình sẽ dùng dây đèn led màu vàng này nè để trang trí cái cổng nha. Quấn lên cây cột nhà nữa là xong rồi đó. Bọn mình gắn đèn một hồi nhìn lại gan mạng nhện luôn. Tụi mình nôn trời tối dữ lắm rồi. Để coi tối mở đèn lên đẹp cỡ nào. Cái đèn đó không vô anh. Mới tới đây hà. Đi mua mới vô nữa. Kéo đẳng đi vô anh coi được à. Rồi đủ không? Tới không nữa. Dư rồi mẹ ơi. Dư luôn. Kéo xin lần mấy nữa. Rồi cắm vô. Dìm thử rồi. Ai bật đèn lên ngáo ơi. Wow. Bọn mình quyết định chọn đèn màu hồng để trang trí ngôi nhà. Giờ mới ra ngoài coi nhà đẹp thế nào nha các bạn. Wow. Các bạn thấy ngôi nhà Noel năm nay của tụi mình có đẹp không? Mình chọn dây đèn màu vàng trang trí cái cổng cho nó đẹp. Gần đây với các bạn sắp ôn thi cho nên không có xem được video của bọn mình nhiều. Nhưng mà khi học bài xong nhớ vào xem để ủng hộ bọn mình nha. Noel bọn mình không được đi chơi xa nên tập trung ở đây sinh hoạt trong ngôi nhà này. Các bạn hãy cho một đăng ký, một like, bấm vào cái chuông để ủng hộ team mình nha. Các bạn thấy video này hãy cho thật là nhiều like để được 100.000 like. Hiện tại là 7:30 buổi tối nha. Để coi team Trẻ Châu đang làm cái gì đây chứ hả? Để sinh hoạt lên chứ rồi. Mấy đứa ra ngoài này đi. Anh cho cái này hay lắm nè. Ủa cho gì vậy anh Vinh? Ừ, Noel tới rồi. Thì anh cũng có một chút xíu lọc gửi đến cho mấy đứa, cho mấy đứa học giỏi may mắn. Dạ. 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 Khoái chưa, cầm đi. Ủa cái này là bao lì xì mà, đâu phải thiệp Noel đâu. Bây giờ chị lấy không? Dạ lấy vậy. Chị lấy không? Không lấy thì đưa đây. Nè, Tiểu Cường nè. Ừ, đâu? À, hai thành viên mới đâu? Em là đây, Vinh. Phát cho A Cò. Cảm ơn Tiểu Bảo. Mập đất. Cảm ơn Vinh. Thành Ngáo nè. Cảm ơn Vinh. Học giỏi nha. Dạ. Cảm ơn Vinh. Ừ, chị Thảo đây. Dạ, cảm ơn Vinh. Rồi. Cảm ơn Vinh. Ừ, có còn ở đâu còn dư tùm lum hết trơn vậy? A Ngọc nữa Vinh ơi. A Ngọc, đúng rồi, A Ngọc đang quay phim cho A Ngọc nè. Cảm ơn Vinh. Ừ. Chị 100.000. Ơi, còn 100.000 nữa nè. Vậy là 200.000 lắm luôn. Công nhận mày hên đi chú anh, để tôi mở ra coi được nhiêu. 200.000. Ơi cũng 200.000 luôn. Mình cũng vậy luôn nè. Mình cũng vậy luôn các bạn ơi. Noel năm nay sướng quá. Mình cũng vậy luôn nè. Mày mới vô cũng được lì xì sướng vậy, còn mở ra coi được bao nhiêu tiền. Có 10.000 các bạn ơi. Mày mới vô được lì xì là may lắm rồi đó con. Các em nào mà sợ mũi á thì có thể đi về nhà đó. Chịu đi về nhà không hay là ở đây? Ở đây lên nhìn ơi. Rồi ok, nếu ở đây á thì đưa cái mùng đây. Đưa anh cái mùng này. Đây nè cái mùng này các bạn. Chút xíu nữa bọn mình sẽ quyết định lấy cái mùng này ở đây dán lại cái góc cửa sổ này nè để cho muỗi ở ngoài nó không có bay vô được. Thôi bây giờ mình dán cái mùng chắn cái cửa lại khỏi cho muỗi vô. Ừ. Thôi lại nhanh lên. Nhanh lên tẩy nghe thôi muỗi vô đó. Ừ. Cuối cùng thì hôm nay bọn mình cũng đã hoàn thành 24 giờ sinh hoạt ở trong ngôi nhà này rồi. Bây giờ là 8 giờ bọn mình vô tấn mùng ngủ đây. Tối rồi các bạn ơi, tụi mình sẽ đi ngủ, sáng mai còn đi học nữa. Ừ. Vô mấy em ơi. Tính kỹ kỹ nha, mũi chích chết đó. Rồi. Rồi vô ngủ đi, sáng đi học. Ngủ. Vẽ xong gương mặt con thứ hai rồi nè. Chị vẽ gương mặt con gái đúng không? Đúng rồi, phải có sáng tạo một chút chứ. Tới giai đoạn ghim lỗ mũi rồi đây.
quá đẹp luôn mọi người ơi. Các bạn thấy con ngựa tuyết mình đẹp.